Anh ta thấp, nhưng anh ta có một nghị lực kiên cường. Anh ta nghèo, nhưng chưa một lần từ bỏ, luôn cố gắng phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương. Và đặc biệt, anh ta tập luyện đôi tay mỗi ngày cho đủ khỏe, đủ lớn để xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Đó là Minh Lâm. Má tập trung nó áp lực lắm. Tao đỡ cho. Cái nữa, tao kéo cho. Trời ơi, dư sức.